dòng máy gặt lúa mini 1.4mm cho lúa sạch 100%, chuyên khu vực đồi núi, ruộng bậc thang, nơi những máy lớn không vào được. Sở hữu động cơ 1.100 FE, sản sinh công suất 16 mã lực giúp máy có thể di chuyển dễ dàng ở những khu vực có địa hình đặc biệt. Sức tải 300-400 kg, chở được 3 bao lúa và 1 người ngồi lái, có 2 cửa gia thóc giúp bà con thuận tiện hơn khi thu hoạch. Machitech luôn có sẵn máy và mời bà con ghé thăm để lái thử, trải nghiệm thực tế và xem cơ sở vật chất, phụ tùng, đội ngũ kỹ thuật để các bác yên tâm mua máy và sử dụng trong vụ mùa. Máy cũ đấy. Tôi bảo là